bởi vì là một hâu lại ở khu vực đầu Hà Tĩnh. Còn anh Quân thì lại có trên một căn nhà hai tầng. Và đặc biệt là họ lại chưa bị phát hiện nữa Bây giờ Cerberus bắt đầu đi vào rồi Đó là nguy hiểm dành cho Cerberus Brazil đã phải nằm xuống Tiếp tục đó là vị trí của Su Bang Hải Saiki cũng phải nằm lại và rồi Có lẽ sẽ là team Y Dành cho các thành viên bên phía team DIC Họ sẽ White out toàn bộ các thành viên phía team Cerberus hay không đây Và đã confirm kill rồi Chỉ còn lại duy nhất vị trí của Bad Guy mà thôi Bây giờ DIC đã gửi thấy mùi Bad Guy Có lẽ cũng sẽ không thoát được Và top 16 trên 16 là dành cho các thành viên phía team Cerberus Khi vừa rồi đó là một cái góc bắn mà Sobrot không thể nào cưỡng được Mặc dù trước đó họ đã check rất kỹ rồi sẽ chạm chán nhau hay chăng và Nielty đã có phát súng đầu tiên 74 là một lấy về cho mình cái mạng của hùng vô địch và từ đầu game đến giờ chỉ là Việt Nam bắn nhau mà thôi Zigo bắt đầu bắn rồi Zigo sấy lỗi skill và bây giờ Divine áp sát Nielty bắn crossfire qua là quá tốt Nam xin knock out thành công với của Zigo và bây giờ NLT anh ta đã bách ngược lại game hôm thiếu người Họ đã không có lợi thế về mặt con số Bây giờ NLT cũng bị knock out Nicky xử lý tốt Và bây giờ sẽ là một pha cứu đến từ vị trí của Nicky và người đồng đội Levis mà thôi Nam C đang là vị trí cường skill Phía bên trên đang là vị trí của Wesley Và sức trẻ đối với kinh nghiệm Thì bây giờ Nam C không có đủ kinh nghiệm Một pha nhá ra quá wow, Đến từ vị trí của Nam Si và Wesley lại quá khôn ngoan Nhưng mà cuối cùng thì game hôm cũng đã phải sắt đào Và họ dừng lại vị trí top thứ 15 Wesley chỉ cần có một giây nữa thôi anh ta nhồng lên là anh ta có thể có cái mạng của Nam Si và bây giờ Sohati sẽ bị knock out và người knock out anh ta đó là Homboya và DIC liệu có KS được cái mạng này thành công hay không đây và như vậy đã KS thành công đến từ vị trí của Smell và bây giờ những con cá bắt đầu cập bến rồi và vị trí của DIC sẽ trở thành những ông lão đánh cá mà thôi còn bây giờ Phoenix Gaming sẽ là những con cá vàng và bây giờ tiếp tục là vị trí của Curse đang bị sấy vào không thể lên bờ được đó là điều chắc chắn rất đáng Không tiếc. thể lên được Rất đáng tiếc Ở trong quãng thời gian đầu này Khi mà tất cả Các đội tuyển Việt Nam Chúng ta đang va vào, vào nhau Liệu dr Cùng với Cớt Có thể làm được hay không Nhưng tôi nghĩ rằng là Smell sẽ hơi khó Để có thể Bỏ qua những con mồi này Nết sẽ được ném vào Tới địa vị trí của Cớt Một con nết có chính xác hay không Đây Quả nết kết thúc đi Cái mạng của Smell Nhưng trước đó Smell cũng kịp thời Hạ gục đi Cớt và bây giờ thì tình huống sẽ là một vết hai dành cho Dr. Logi Nhưng mà Cost cũng đã bị knock out rồi Và Smell một tình huống vừa rồi giờ bắn hơi rén Bởi vì phía bên kia cũng đang có một đội tuyển bắn sang Và như vậy Phoenix Gaming bốn người thì cập bến chỉ còn lại một người đứng trên mặt đất mà thôi Đó là Dr. Logi Và bây giờ có lẽ là anh ta sẽ phải nằm xuống thôi không thể nào mà cương được với tình huống mà 74 là một đã kề trước như thế này một pha fire và bây giờ 74 là một đang quăng nhá ra bằng khẩu M4 của mình Doctor Logi vẫn đang xử lý tình huống Nan có được mạng của Cap ở tình huống cắt trận đấu và bây giờ 74 là một sấy một pha sấy không chất lượng lắm nhưng mà không sao cả Tiếp tục lại có thêm những con cá đâm vào và đó là vị trí của Purple Mood Just Movement phải nằm xuống và bây giờ đó là CP Cùng với Bosenzi mà tôi Hai con cá tiếp theo đang vào bờ và bây giờ Bosenzi là cái tên lên bảng Và bây giờ vị trí của CP đổi lại smell nhưng mà anh Quân sẽ móc ra ngoài oh. CP Và bây giờ anh Quân lấy được mạng của CP rất thơm dành cho DIC và đó là 11 kill Hơi đáng tiếc khi mà Smell đã phải nằm xuống Ơ à, nhưng ở đây thì Onboya bị áo gục với anh Quân rồi 12 kill dành cho hình bên phía của DIC Fergus còn đang bơm máu em ạ Fergus còn cố cắn nốt mấy cái first aid kit Và bây giờ Tony 74L1 tiếp tục có được mạng của Chipu Vâng Chipu đã phải nằm xuống rồi 17 kill dành cho các tay bên phía team DIC Nếu như giải quyết được xong vị trí ở đây Chess Banana One cùng với vị trí của Joman và đó sẽ là 19 kill dành cho tôi các thành oh, viên Một quả nét quá chính xác tới từ 74L1 và Joman nằm rồi Bây giờ thì Blue Zone cũng đang thu vào một và plan ở One Không còn quá nhiều thời gian trong pha xử lý này nữa Anh chàng lại cần phải nhanh lên Và lát vào là hơi mù mắt đến từ những người đồng đội của 74L1 Và bây giờ Joman anh ta knock out được một người với team DIC hơi nóng vội rồi một và... HP còn lại rất may mắn cho dâu mần và tự nhiên thì DIC lại mất đi một người giờ thì hồi lên kịp vớt e rồi và anh quan Oh, một pha mà tiếp tục lại là xử lý lỗi đến từ vị trí của anh quân và bây giờ là 74 l một sẽ phải làm như thế nào đây Roman lại tiếp tục hiểu anh ta vẫn còn nửa giáp và nửa mũ nữa cờ hãy cùng xem nào ui tôi rồi ôi cái gì vậy một pha clutch đến từ vị trí dầu một vs ba đến từ Roman của day trade gaming đã bị bắn rồi và anh ta sẽ quay ngược trở lại Toto nghe thấy footstep Một quả nên được trả vào có tới hay không đây Nó no! tới và Toto đi vai họ đã clear toàn bộ các thành viên bên phía team miraculum chỉ bằng một quả nết mà thôi một pha xử lý quá kinh nghiệm tới từ tơ tổ thật sự tuyệt vời bây giờ thì tơ Tô đang xấy vào tuy nhiên thì tình huống ở đây đang là 4 v 1 v 1 có lẽ là cái top một nó sẽ hơi khó để, để thoát khỏi tay của victim lg 365 nhưng tơ tổ vẫn đang cố gắng và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu có một tiếng tỏa sáng cá nhân nào hay không đây tơ đang mở cánh tơ Tô xây hết son đi được vị trí của Hopkins nhưng ngay lúc tức adk đẩy ra và hạ gục đi tơ Tô top ba dành cho device sport vâng đó cũng là một pha thi đấu mà tơ Tô đã làm hết sức mình rồi bây giờ là câu chuyện giữa các thành viên phía team day chết gaming và victim Team 365 nhưng một vs bốn trong tình huống này đang là quá khó top một thuộc về Team lg 365 và chúng ta thể thấy được rằng tô tô anh ta dồn hết nhân phẩm và cái sự quyết tâm của một trận đấu vào pha ném net vừa rồi và các thành viên phía team Miraculum. Tuy và... nhiên thì rõ ràng là chúng ta cần phải dành một tràng pháo tay cho tất cả các đội tuyển tới từ Việt Nam ở trong game thi đấu này. Họ bắn rất nỗ lực, rất nỗ lực và đặc biệt là DIC nỗ lực quá xong rồi tự dưng <laughs> lại có một tình huống hơi bóp ngược.